đây là cái thời gian. Thì khi mà chúng ta đã mắc cài và chúng ta tác động lực thì cái sự di chuyển răng nó sẽ chia ra làm 4 giai đoạn, nhưng mà tóm lại nó chỉ gọi là khi mà nói khi gộp lại nó chỉ gồm 3 giai đoạn chính, đó là giai đoạn đầu, giai đoạn ngừng di chuyển và giai đoạn di chuyển nhanh. Giai đoạn đầu nó diễn ra trong vòng từ 1 cho đến 3 ngày, giai đoạn ngừng di chuyển diễn ra trong vòng khoảng 2 đến 10 tuần tùy, và giai đoạn tiếp theo là giai đoạn di chuyển nhanh, giai đoạn này là nó di chuyển tùy tiến. Thì cái giai đoạn đầu này, cái dòng di chuyển này nó chỉ là giới hạn trong cái vùng dây chằng nha chu. Thì chúng ta thấy rất là dễ, đó là gì ạ? Khi chúng ta ra này, chúng ta thử lấy tay chúng ta ấn vào răng, ấn một lúc nhẹ thôi, một lúc sau chúng ta sờ chúng ta thấy là hai răng nó đã khớp khẩn nữa, không bằng nhau rồi. Thì đấy là hiện tượng là răng nó di chuyển tương đối trong hệ của răng. Và thế còn cái giai đoạn này, tại làm sao lại ngừng di chuyển? Bởi vì chúng ta biết được rằng là cái xương cổ răng của chúng ta, thứ nhất là gì ạ? Nó không phải đại bao giờ cái xương cổ răng nó cũng gồ ghề được gồ ghề như thế này. Thế thì những cái chỗ mà gồ ghề như thế này, khi lực nén vào chính những cái đó là cái vùng mà nó chịu lực nhiều nhất, đúng chưa? Và chính cái vùng đó là vùng sinh ra hyaline, cho nên là làm sao chính những cái đó là nó ngăn cản cái quá trình di chuyển răng. Hiện tại làm sao có giai đoạn nó ngừng di chuyển là vì vậy. Chúng ta nói là chúng ta không được tạo ra hyaline, nhưng trong thực tế luôn luôn tạo ra hyaline. Đấy là tôi đang nói là chúng tôi đã tác động cái lực đúng, nhưng không thể nào tránh được. Bởi vì sao? Cái bề mặt xương phải phẳng này để mà nó chịu đều đâu, nó cứ gồ ghề đến những cái chỗ nhận ra, đó chính là cái vùng hấp thụ lực nhiều nhất. Và cái giai đoạn khi mà đã gì ạ? Khi mà qua cái giai đoạn này là nó tiêu hết nhiều đi rồi, thì lúc đấy là sao? Lực vừa phải lên tiêu xương, tiếp lên hút xương tiêu đi đâu để tăng lên đấy, xương tiêu đi đâu tăng lên đấy. Và cái giai đoạn này là tăng di chuyển rất nhanh. Như vậy mục tiêu chúng ta của chúng ta là sao? Chúng ta là rút ngắn giai đoạn này, và chúng ta làm gì ạ? Tiến nhanh đến giai đoạn này, và chúng ta duy trì đến nó dài chừng nào có thể, đó là mục tiêu của chúng ta. Thế vậy thì chúng ta xem là từng giai đoạn một ảnh hưởng bởi những gì. Cái giai đoạn đầu nó kéo dài khoảng 2 đến 3 ngày, đôi khi có thể là tuần, và cái biên độ di chuyển răng nó phải khoảng 1 mm, tức độ là gì ạ? Tức là độ rộng của dây chằng nha chu. Cho nên là sao ở người trẻ thì cái độ rộng dây chằng nha chu nó lớn, chắc chắn là răng có thể di chuyển nhanh hơn rồi, đúng không ạ? Còn ở người lớn thì cái khoảng dây chằng nha chu nó hẹp hơn thì nó phải di chuyển chậm hơn, vì lúc này là gì ạ? Răng không thể di chuyển tương đối trong cái huyệt ổ răng. Thứ hai là kiểu xương. Nếu mà xương chúng ta mà cứng thì cái khả năng chịu lực nén của nó làm sao? Cái khả năng chịu lực nén nó cao là sao? Nó không di chuyển. Ngược lại, cái xương của trẻ con đây là cái xương cái tỷ lệ nước nó nhiều, cái xương xốp nó nhiều, khi mà lực nén một cái là xương nó nén luôn rồi, cho nên là làm sao cái sự di chuyển nó sẽ tăng hơn, nên tại làm sao trẻ con nó nhanh hơn. Cái thứ ba đó là gì ạ? Độ lớn được tác động thì này khỏi bàn cãi rồi. Cái tiếp đến đó là cái chiều dài của chân răng. Thì cái chiều dài chân răng làm sao? Nếu răng mà dài thì sẽ di chuyển nhanh hơn là so với lại răng ngắn. Cái này là cái các anh chị rất dễ hiểu, các anh chị về vẽ cái răng trong cái ổ răng thì các anh chị sẽ thấy ngay. Tiếp đến là sức khỏe nha chu. Nếu như cái sức khỏe nha chu mà yếu thì răng phải di chuyển nhanh là cái điều đương nhiên rồi. Còn ở cái giai đoạn ngừng di chuyển thì cái giai đoạn này nó khoảng 2 đến 3 tuần, nhưng đôi khi có thể kéo dài đến 10 tuần. Cho nên nếu mà có ai đó mà thấy là sau 2 đến 3 tuần răng vẫn di chuyển không có vấn đề gì cả. Cho nên cái bệnh nhân mà lúc mà mới đầu gặp ấy, nhiều khi là sốt ruột khác hẳn một tuần đến một lần. Các bạn đừng có làm như vậy thì chắc chắn là không nhìn thấy cái gì đâu. Mà chúng ta thời gian tối thiểu là từ 4 đến 6 tuần. Cho nên là tại là sao? Thì cũng như là từ 4 đến 6 tuần. Cái đó mới là đủ cái vòng để nó tái tạo xương. Thì cái giai đoạn này nó phụ thuộc vào gì ạ? Tuổi bệnh nhân. Tuổi bệnh nhân mà càng lớn thì di chuyển càng chậm. Thì thứ hai là độ đặc của xương thì các anh chị cũng biết rồi. Người lớn thì độ đặc nó phải lớn hơn trẻ con, chuyển chậm hơn vì quá trình cái vùng xương của nó sẽ chậm hơn. Độ rộng vùng hyaline càng rộng giai đoạn này càng diễn ra kéo dài. Đây chúng ta cứ nói là giảm độ rộng vùng hyaline này. Đây là răng di chuyển răng dần. Thì cái răng cái giai đoạn này đó là có hiện tượng diễn tiêu xương trực tiếp với cái lực nhẹ và duy trì liên tục. Lực nhẹ nhưng mà phải là liên tục. Thì cái giai đoạn này
thấy là có một cái nghiên cứu đấy, thì khi mà với một cái biên độ lực nhẹ thì khi tăng lực thì nó sẽ làm tăng tốc độ di chuyển ra, nhưng các đôi khi cái này nó cũng mang tính chất rất là trừu tượng, ta không biết là như thế nào là nhiều, không biết là như thế nào là ít, đúng không? Cho nên là tốt nhất lúc đầu chúng ta hãy dùng cái dây rất nhẹ, xong rồi càng làm chúng ta sẽ có càng có cái cảm nhận lâm sàng, thì lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận được tốt hơn. Chứ còn để mà nói chính xác là cái lượng thì chịu thì không thể nói được. Và cái cùng nữa là gì ạ? Đặc điểm xương của bệnh nhân. Như vậy thì chúng ta thấy là giai đoạn 1 phục thủ là đặc điểm xương, giai đoạn 2 phục thủ là đặc điểm xương, giai đoạn 3 phục thủ là đặc điểm xương. Lại một minh chứng nữa của mình nói rằng gì ạ? Tuổi của bệnh nhân ảnh hưởng rất là lớn tới di chuyển răng. Và đó là hai cái điều trị cho trẻ con. Thu tiền một thì các chị điều trị cho người lớn đúng ra thu tiền gấp đôi. Bởi vì sao? Thời gian gấp đôi, khó gấp đôi. Nhiều khi cùng một vấn đề như vậy nhưng với người lớn chúng ta thì cũng được nhiều hơn trẻ con. Trẻ con không làm được tiền mẹ mất tiền. Tiếp đến là chúng ta nói về cái vật liệu ở trong lá chỉ răng. Thì cái vật liệu ở trong lá chỉ răng chúng ta biết là cái vật liệu là gì ạ? Khung dây lò xo dây chung rồi gì ạ? Rồi nhờ ngoài ra thì chúng ta biết là cái khung dây này thì nó có rất nhiều các cái loại thần kinh nó được sử dụng trong lâm sàng. Có rất nhiều người hỏi khi nào thì dùng dây ES, khi nào dùng dây NAMA, khi nào dùng dây TMA, nó khác nhau như thế nào? Thế thì chúng ta lựa chọn dây chúng ta phải phụ thuộc vào cái tính chất của vật liệu. Bao giờ phải phụ thuộc vào cái tính chất của vật liệu để chúng ta lựa chọn? Cái dây cung về mặt cơ bản có được chia ra làm ba nhóm. Thứ nhất là gì ạ? Dây cung làm từ nhôm kim có thành phần cơ bản là sắt. Thứ hai là dây cung làm từ nhôm kim có thành phần cơ bản là coban. Và cái thứ ba là dây cung làm từ nhôm kim có thành phần cơ bản là niken. Nó chỉ có một trong ba loại này thôi. Sắt này thì các chị biết là dây ES, biết là dây stainless steel. Thì cái dây này có thể là đơn sợi, có thể là đa sợi. Cái đơn sợi là cái mà các chị vẫn thường gặp thấy. Còn cái đa sợi này nó chính là cái dây mà nó tết vào với nhau. Hoặc là dây nó sóng đầm trục, hoặc là dây là nó tết giống như là tết của mí tóc. Đấy, thì cái dây nó là như vậy. Thứ hai là học kim thì cùng cơ bản là cô đa thì chính là các cái enzyme. Các enzyme thì có thể là màu xanh, có thể màu trắng, có thể là màu đỏ. Thì cái này các anh chị rõ nhất là sản phẩm của Rocky Mountain. Các anh chị thấy là những lô enzyme mà người ta khuyên là dùng để bẻ dây để đánh lún thì rất là tốt, các anh chị nên dùng bởi vì cái này nó rất nhẹ, bẻ thì nó dùng rất nhẹ. Cái thứ ba là gì ạ? Các học kim thành phần cơ bản là niken, thế là chúng ta rất hay nói đến. Cái đầu tiên đó là gì ạ? Chúng ta gặp là dây nitrile. Cái dây nitrile các dây phổ biến classic hay là các dây nhiệt rồi các dây điện, các dây siêu rẻ, nó đều có bản chất là dây niken. Tức là nó có thành phần cơ bản là dây niken. Ngoài ra thì nó có gì ạ? Trong này có một dây đặc biệt hơn, đó là dây TMA. TMA thì cái công thức của nó là TMA của cái tên của nó là beta molybdenum. Thì cái TMA này nó có cái môn đàn hồn. Cái môn đàn hồn của cái dây TMA này thì nó bằng một nửa của sắt. Chính vì vậy làm sao nó tuy nó nằm ở trong cái nhóm là cái kem này nhưng mà nó lại sao nó lại bẻ được, nhưng mà nó lại vẫn đạt hồi được. Cho nên là chúng ta chủ yếu dùng cái dây TMA trong cái giai đoạn hoàn thiện, khi mà chúng ta cần phải bẻ chỉnh một số các cái răng nhất định, nhưng mà đồng thời chúng ta lại muốn đủ cứng vừa đủ để chúng ta duy trì các cái răng còn lại, thì chúng ta dùng dây TMA và dây TMA để rất đắt, cái này rất đắt. Với cái dây này hai ở cái dây ES này có thể là chỉ là hai mấy nghìn sợi, nhưng dây này còn dây mana của dây này thì nó cũng rẻ hơn, nó cũng không phải đắt. Bên cạnh đó còn dây là gì? Sợi dây nhiệt rẻ, dây kích hoạt nhiệt. Thì cái dây kích hoạt nhiệt nó cũng nằm trong cái nhóm của dây có thể các bạn là như kem, chẳng qua là nó có sự chuyển dạng giữa cái dạng adhesin và octinide là nó gần nhau hơn, cho nên là nó cũng là chuyển dạng khác nhau thì nó sinh ra các dây khác nhau. Thế bây giờ nói đến cái dây thì cái đầu tiên chúng ta nói cái ứng suất. Một số các cái khái niệm đây chỉ nhắc qua thôi. Thì cái ứng suất đó chính là gì ạ? Là cái nội lực phân bố bên trong của vật được xác định bằng lực trên dây diện tích. Ví dụ như là khi tôi
khi mà có cái dây đó, khi có cái vật liệu sẽ tác động lên nó, vật à khi nó sẽ tác động lên vật đó cái lực, thì bản thân các cái phân tử ở trong cái dây đó sẽ chịu một cái lực đó phân bố đều lên trên các phân tử, cái đó gọi là điện gọi là tính suất. Cái thứ hai nữa đó là nói về sức căng. Sức căng chính là điện, đấy là biến dạng bên trong do lực được xác định bằng độ biến dạng trên một đơn vị trực giảm. Cái này cũng nghe rất là khó hiểu, mà dù đây thì chúng ta dần dần thì cũng sẽ hiểu. Cái thứ ba, tính chất chúng ta của cái vật liệu đó là gì ạ? Đó là biên độ đàn hồi, đấy cái này chắc là dễ hiểu hơn. Biên độ đàn hồi chính là gì ạ? Chính là cái khoảng cách mà sợi dây bị bẻ đàn hồi trước khi biến dạng tín hiệu xảy ra. Bị bẻ đàn hồi nghĩa là ví dụ một sợi dây cái sự bẻ bẻ ở mức độ nhất định bỏ ra, khi mà chúng ta tác động cái lực vừa phải chúng ta bỏ ra thì nó bật lại trở về đã ban đầu. Nhưng nếu chúng ta vượt quá lực thì nó sẽ gây ra tình trạng bất kể cả dây lai thai, đúng không? Cho nên dây lai thai bẻ được chứ không phải bẻ, nhưng với điều kiện chúng ta dùng lực rất là mạnh. Khi thứ ba là chúng ta nói đến cái sức bền của điện, hay gọi là độ khỏe. Cái độ khỏe của dây chính là sức bền của điện. Thì độ khỏe nó chính là bằng độ tương nhân với lại cái biên độ đàn hồi. Độ cứng là gì ạ? Độ cứng là khả năng chống lại sự biến dạng cơ học. Và cái độ cứng đàn hồi này thì độ cứng nó sẽ tỷ lệ với lại cái môn dung đàn hồi. Bây giờ chúng ta áp dụng như thế nào? Bây giờ có cái sơ đồ này, đây là cái ngoại lực và đây là ứng suất. Thì khi mà tôi tác động vào vật một cái lực, khi tôi tác động với một cái lực, khi tác động vào một cái lực ở một mức độ nào đó thì vật nó còn quay trở lại cái trạng thái là ban đầu. Nhưng nếu như tôi mà tác động quá đi đến một đoạn thì nó sẽ gây ra các biến dạng. Và nếu tôi lại tác động tiếp một cái lực nữa thì nó sẽ gây ra dạng vậy, và thế này sẽ học được. Chính vì vậy mà nó sẽ được chia ra làm hai phần, phần từ cái chỗ cây này, à từ cái chỗ mặt này xuống. Chỗ này nó gọi là biên độ đàn hồi. Còn ở chỗ này nó gọi là biên độ biến dạng đẹp. Và trong chỉ năng chúng ta chỉ ứng dụng hai cái đoạn thôi, cái đoạn nó dễ cần hiểu thôi, lấy cái chúng ta cắt nó mất đi rồi. Nên chúng ta chỉ dùng cái này. Một cái biểu đồ khác cũng tương tự như vậy, nó chỉ khác nhau là một cái là gì, ngoại lực của cái biến dạng. Khi mà chúng ta tăng lực thì cái biến độ nó tăng, và cái sự biến dạng của cái sợi dây nó sẽ tăng. Khi mà cái biến dạng nó tăng ở một cái mức độ giới hạn nhất định thì nó còn quay trở về lại được. Nhưng ở một cái mức độ cao hơn thì làm sao nó bị biến dạng vào sợi dây ở một cái mức độ khác nữa. Đến được càng tăng lực nữa thì nó sẽ bị gãy. Và cái áp dụng của giáo chỉnh năng đó là gì? Bởi vì đây là cái độ biến dạng mà. Cho nên là khi mà gây các chị bẻ dây thì gây các chị làm sao phải vượt quá được cái lực của các chị, phải vượt quá được cái biên độ đàn hồi để sang cái biên độ biến dạng dẻo này, đúng không ạ? Thế như vậy thì nếu như khi gây các chị mà dùng dây để gây các chị bẻ thì gây các chị đừng dùng dây mà có cái biên độ đàn hồi lớn, mà chúng ta hãy dùng cái dây có biên độ đàn hồi nhỏ thôi, nhưng mà làm sao cái biên độ biến dạng dẻo nó tăng lên, để làm sao để chúng ta một lực rất nhỏ thôi nhưng chúng ta có thể bẻ được dây. Các anh chị có tưởng tượng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn để cho chúng ta bẻ. Và đó là lý do tại làm sao chúng ta không dùng dây năng hai để chúng ta bẻ dây, mà chúng ta dùng dây FF. Và cũng là lý do là tại làm sao chúng ta dùng dây TMA để chúng ta bẻ, bởi vì sao nó giúp ngắn cái biên độ đàn hồi lại. Thế thì tôi quay trở lại cái slide này. Đây là ngoại lực của ứng suất. Ứng suất là phân bổ lực bên trong của vật. Thì nó có một ý nghĩa là gì ạ? Đây các chị cứ tưởng tượng như có một cái thanh nhào. Và khi giả sử cái nhào nó ở chỗ khuỷu tay của tôi này, khi tôi tác động một cái lực lên cái đầu của cái thanh nhào này, thì khi tôi tác động một cái lực lên một cái mức độ, nếu như cái thanh này của nó càng dài thì tôi chỉ cần tôi tác động một lực nhẹ thôi cũng đã làm cho cái vật này là sao? Nó biến dạng rồi. Thế nhưng mà nếu như mà cái thanh này nó ngắn thì tôi phải một lực rất là lớn tôi mới có thể làm sao? Tôi có thể làm gây ra biến dạng nó được. Cho nên là tôi ứng dụng ở trong này đó là gì ạ? Khi mà các anh chị muốn là điện lực nhẹ liên tục thì các anh chị cần cái biên độ đàn hồi rất là lớn.
thì cái biên độ đàn hồi này lớn và cái đường tốc độ này, này cái gọi là cái đường biến thiên của chỗ biên độ đàn hồi này, nó sẽ làm sao nó sẽ đi từ từ này, cái vật liệu nào nó đi từ từ này. Thì để làm sao tôi chỉ cần một cái biến dạng rất nhỏ thôi, nhưng nó cũng chỉ có sinh ra một cái lực rất là nhỏ. Các anh chị có tưởng tượng không ạ? Hoặc là gì ạ? Kể cả anh chị có cho biến dạng lớn đi chăng nữa thì nó chỉ cần một lực rất là dẹp, rất là nhỏ. Do đó trong cái giai đoạn đầu chúng ta cần, và khi giai đoạn đầu của chúng ta khi ra sức khỏe chúng ta cần cái lực rất là nhỏ. Chính vì vậy chúng ta cần một liệu nào có biên độ đảm bảo lớn lớn. Đến đây thì ngay các chị đã hiểu chưa? Do đó mà tại làm sao trong giai đoạn đầu chúng ta phải dùng gì? Giai đoạn 2. Còn tại làm sao đây các chị nhìn thấy cái lò xo này, một cái bẻ xong có thêm cái lò xo tăng lên, bởi vì cái biên độ đàn hồi này nó còn phụ thuộc vào cái vật liệu, thứ nhất là phụ thuộc vào vật liệu, phụ thuộc vào đường kính của dây, nhưng còn phụ thuộc vào chiều dài của sợi dây. Thế thì khi mà tôi tăng cái lò xo này có nghĩa là tôi tăng cái chiều dài của sợi dây, và tăng cái chiều dài của sợi dây có nghĩa tôi tăng cái biên độ đàn hồi, và khi tôi tăng như thế có nghĩa là tôi làm sao giảm cái lực xuống. Anh có thể tưởng tượng ra không ạ? Đấy, đấy là cái ý nghĩa của nó là như vậy. Bây giờ xét lần lượt từng cái loại dây, đây là nói lại ba cái nhóm dây chính, thì đó đầu tiên là dây xin, thứ hai là dây hợp kim, thứ ba chính là hợp kim amyloid, thứ ba là gì, hợp kim có bản chất là niken, có gì ạ, các bạn các chị rất hay gặp đó là dây nan hai cổ điển, thứ hai là dây siêu đàn hồi, và thứ ba là dây kích hoạt nhiệt. Dây kích hoạt nhiệt có thể có từ han HANT của ba em là gì ạ? Của Rocky Mountain, đó là dây thermaloid. Thế còn ngoài ra là dây beta titanium, đại ba là dây beta titanium và dây tiên mây, hoặc là beta molybdenum cũng là một. Thì dây beta titanium này nó có 79% thành phần đó là titanium, có 11% đó là molybdenum, 6% là zirconia và 4% là tin, và nó bắt ra bởi vì sao nó 11% mới kèm. Thì cái này là cái thành phần rất là đắt, tại làm sao cái dây là đắt. Bây giờ chúng ta biết là nói đến các loại dây ở trong hóa chất ra, thì đầu tiên chúng ta phải biết được các cái nó, tức là các cái dây mà chúng ta dùng được nó phải đảm bảo được cái các cái tính chất của sợi dây lý tưởng. Bây giờ các cái tính chất của sợi dây lý tưởng chúng ta cần dùng trong quá trị răng đó là gì? Đó đầu tiên nó không được xấu cho bệnh nhân, đúng chưa? Cái thứ hai đó là nó phải có biên độ đàn hồi tốt. Như chúng ta vừa nói rồi, chủ yếu chúng ta dùng đến đây là có biên độ đàn hồi rất là lớn. Thứ ba nữa là gì ạ? Có khả năng đàn hồi cao. Khả năng đàn hồi khác với biên độ đàn hồi nha, các chị nha. Hai cái khái niệm là khác nhau này. Đàn hồi và cái tiếp là ma sát thấp, bởi vì da chủ yếu chúng ta vừa dùng là những cơ chế trưởng. Và trượt có nghĩa là chúng ta liên quan tới ma sát, do đó mà chúng ta phải dùng gì ạ? Dây có ma sát thấp. Thứ hai nữa là chúng ta gì ạ? Dây muốn kẹt được. Tiếp đó mới là gì ạ? Nó phải không hợp sinh học, khi đặt trong môi trường điện thì nó không gây ra bất kỳ phản ứng gì cho cơ thể. Tiếp đến là gì ạ? Nó không phải là cái môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Nếu mà đặt trong môi trường điện xong sau đó thì là vi khuẩn tập trung và phát triển, thì đấy cũng không phải là cái dây tốt, và cũng không phải là một độ khỏe nhất định. Thế thì cái dây nai thai thì làm sao? Nó có tất cả các tính chất này không? Theo anh các chị, cái dây nai thai có tất cả các tính chất này không? Có được không ạ? Ủa đúng rồi, có. Chả có cái gì là có được hết ạ? Dây nai thai nó có gần như hết, trừ là sao nó không được bốn vẻ được. Và cái ma sát của dây nai thai rất là cao. Bởi vì làm sao cái đặc tính phân tử của cái nican, của cái niken titanium là cái bề mặt nó hồ về, nó không trơn nhẵn như là dây ép, cho nên là cái ma sát của nó cao. Nó có tất cả các cái đặc tính này, tức là hai cái đặc tính này là cái đặc tính mà bắt buộc phải có. Bởi vì đã vào trong cơ thể con người bắt buộc phải có hai cái đặc tính này. Ngoài ra có một cái ngoại trừ rất nhỏ nhỏ, có một số người người ta có thể ứng dụng thần niken rất ít, mình chưa gặp bao giờ, nhưng mà đây thì người ta đã có cái tài liệu, người ta đã nói là có một tỷ lệ rất ít là bệnh nhân đã dịch ứng với lại cái thần niken này rồi. Thì lúc này các anh chị không dùng dây này nữa, thì các anh chị thay được đó là các anh chị dùng gì ạ?
nhưng mà các chị để tăng cái nhiệt độ đàn hồi, tăng nhiệt độ đàn hồi thì các chị bắt buộc chúng ta kẹp đây tăng cái chỉ giảm để bắt buộc chúng ta như vậy. Thì cái cây mai hoa này có khỏe không ạ? Tôi nói là khỏe, là không có đây. Thứ hai đây là thẩm mỹ, tuy là nó nhìn chúng ta có màu đen nhưng mà thấy là đã là xuất hiện được rồi. Hiện tại bây giờ thì đối với cái sứ thì người ta còn có hiện cái dây mai hoa ở ngoài, nó có cái dây, nó có cái nhựa nó bọc ở ngoài để nó cho giống màu da. Nhưng mà thực ra thì cái đặc điểm của người ta yêu cầu rất là cao, cho nên không, chúng ta cũng không nên dùng. Đã có nhựa đó là có những cái mà tăng ma sát, hạn chế cái chuyển da. Nhiệt độ đàn hồi và đàn hồi không khỏi có rồi, đúng chưa? Như vậy thì làm sao chúng ta tóm lại để mai hoa này, cái nhiệt độ đàn hồi rất là lớn, sức bền vật liệu giảm, có nghĩa là cái khả năng chịu lực của nó tương đối là giảm. Chúng ta chỉ cần tác động được một cái là nó mới chặn luôn, đúng chưa? Cho nên là lúc đầu chúng ta bị ấn nó đi vào các cái mắc cà, khi mà da nó không phải thì chúng ta bị ấn nó vào được, đúng chưa? Cho nên là chính là nói đây là gì, cái sức bền vật liệu. Vì vậy mà làm sao nó tạo ra một lực rất nhẹ, lực nó vô cùng nhẹ, kể cả là chúng ta có không phải đến lấy hết vào, nhưng cái lực tạo ra rất là nhẹ. Và đó chính là cái dây mà dùng trong giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu bao giờ cũng dùng dây lan can, không ai dùng dây SS. Còn một số trường hợp các anh chị có dùng dây SS để các anh chị thực hiện một số các mục đích riêng. Nhưng mà lúc đó các anh chị cũng không, nếu như các anh chị không đẻ dây thì không thể nào nhét được vào tất cả các mắc cà, thì nhét vào cái là bật mắc cà ngay. Còn dây SS thì làm sao? Dây SS thì có bao nhiêu đặc tính? Dây SS thì có lần này đặc tính trừ lần ra cái nhiệt độ đàn hồi không thể nào tốt được, và thứ hai nhiệt độ đàn hồi nó không thể nào lớn bằng cái mang thai được. Và cái dây SS điển hình của nó là cái chất cơ bản nó là rất là khỏe. Thứ hai nữa là cái ma sát thấp. Dây SS là dây có ma sát thấp nhất trong tất cả các loại dây. Chúng ta làm sao chúng ta dùng dây ma sát để cho chúng ta dùng dây SS để cho trong giai đoạn đóng khỏe là như vậy, bởi vì nó có cái độ khỏe, nó tránh cái sự biến dạng cơ học. Bởi vì khi các anh chị kéo hai cái nhóm răng lại về với nhau và tất cả răng nó chỉ trượt lên cái dây cung, đúng không ạ? Thế nếu như dây mà nó không khỏe thì nó sẽ cuốn ngay dây ngay lập tức. Và một đặc điểm nữa của dây đó là cuốn bẻ đầu tiên là khi chúng ta đẻ nút cái nước, chúng ta dùng dây để chúng ta đẻ. Tóm lại cái dây SS là gì ạ? Mô đun đàn hồi cao thì là chỉ được hiệu lớn. Thứ hai, nhiệt độ đàn hồi nhỏ là sức bền vật liệu lớn. Ma sát rất là thấp. Đây là đặc tính chính của dễ. Vì vậy mà chúng ta dùng cho giai đoạn đóng quả nó hoàn thiện. Ngoài ra chúng ta còn dùng cho những bệnh nhân mà có dị ứng thành phần minh kem. Tiếp, cái dây thứ ba chúng ta hay sử dụng đó là dây TMA. Dây TMA thì nó có ba đặc tính. Nó có đặc tính thứ nhất là gì ạ? Khỏe. Thứ hai là bố mẹ. Đấy là hai cái đặc tính cơ bản của dây TMA. Cho nên là tại làm sao cái dây TMA nó dùng trong giai đoạn cuối, nó khỏe thì nó đủ khả năng duy trì được cái cung răng ở giai đoạn cuối. Bởi vì đến cái giai đoạn cuối là gần như răng chúng ta sắp thẳng hàng rồi, nó chỉ còn một vài các cái điều chỉnh nho nhỏ thôi. Thế nếu như chúng ta cứ cho dây lai thai vào thế là thôi, cứ thẳng ra thẳng vào, thẳng ra thẳng vào, và như vậy làm sao răng nó lại nguy cơ của chúng ta lại đi lần lượt lại các dây. Thế nhưng mà nếu như chúng ta dùng dây TMA để chúng ta bẻ thì chúng ta những cái răng khác chúng ta vẫn giữ nguyên vị trí, trong đó chúng ta phát triển cái răng cuối cùng và những cái răng chúng ta cần chỉnh. Và cái dây TMA để ma sát nó rất cao, nó cao nhất trong tất cả các dây, cao không chỉ cao hơn cả dây lai thai. Dây TMA thì cái mô đun đàn hồi và cái đợt lượng trung bình nó khoảng có một nửa của dây SS, thứ hai là độ cứng trung bình, có khả năng cuốn được giống như dây SS, ma sát cao hơn cả dây SS và dây lai thai, cao hơn nó là cao nhất, còn ma sát thấp nhất là dây SS, còn trung bình nó là dây lai thai. Vì vậy mà dây TMA được sử dụng rộng rãi trong giai đoạn cuối, trong giai đoạn hoàn thiện. Trong đó chính ta có ba giai đoạn, giai đoạn đầu tiên là giai đoạn sắp thẳng răng theo ba chiều trong không gian, giai đoạn thứ hai là giai đoạn đóng quả nếu trong trường hợp có nhiều răng, và giai đoạn thứ ba là giai đoạn hoàn thiện. Thì cái này được sử dụng trong giai đoạn hoàn thiện. Dây lai thai sử dụng trong giai đoạn đầu,
JSS dùng trong giai đoạn 2 là giai đoạn đóng quả. Cứ nhớ là như vậy. Còn cái đường kính to hay đường kính nhỏ thì nó liên quan tới gì ạ? Cái độ cứng của dây, cái độ khỏe của dây, cái độ cái biên độ đàn hồi. Biên độ đàn hồi mà càng tăng thì làm sao cái lực nó càng giảm. Lực càng giảm có nghĩa là chúng ta mong muốn mục đích của chúng ta là gì? Cần là biên độ đàn hồi. À, mục đích của chúng ta là cần lực nhỏ. Như vậy thì chúng ta có thể làm sao? Có những trường hợp răng nó ít hấp cần thì lúc đầu các anh chị nhìn vào cái tương quan của tóc cài trong khi cái sau khi các chị cắn, thay vì các chị không đặt dây 012, các chị đặt luôn dây 016 cũng được. Các chị có tưởng tượng không ạ? Chứ không phải nhất thiết chúng ta cứ phải từ dây 012 cho đến dây cuối cùng là dây 1925, thế nó tùy. Hoặc là có những trường hợp các chị sau khi dùng dây 1625 xong rồi, các chị thấy là dây nó thẳng, bong ở sạch, mấy cả nó thẳng bong ra rồi. Thế thì chúng ta làm sao chúng ta không nhảy lên được dây 1925 mà chúng ta phải đi đến tiếp 1725. Tất nhiên là cái chị đàn nó chẳng sai nhưng nó kéo dài xảy ra và nó chẳng ý nghĩa gì. Bởi vì một khi mà cái dây nó thẳng trong dãy mắc cài nó không sinh ra bất kỳ lúc nào. Nó đã thẳng trong dãy mắc cài, nó trượt qua trượt lại dễ dàng, nó không sinh ra một cái lực đàn, nó đi chỉ để nguyên mỗi dây như lúc nào. Và về hình dạng của các cái dây dùng trong hàng hình răng, chúng ta có 3 hình dạng dây chính. Đó là gì ạ? Có dạng là dạng hyper hay được gọi là O form. Dạng thứ hai là gì ạ? À xin lỗi, dạng nhất là dạng O form. Thứ hai đây là cái dạng nó cần gì ạ? Là square, dạng hình vuông. Và cái dạng thứ ba là cái dạng horn. Thì cái chúng ta hay dùng nhất là chúng ta dùng cái loại này. Còn cái này chúng ta ít khi dùng. Còn các anh chị lưu ý là gì ạ? Với cái dạng dây hyper này là giai đoạn đầu thì cái bởi vì cái dây này với kích thước nhỏ không đủ để nó duy trì được cái để nó xác định lên cái hình dạng của cái không gian, cho nên là kể cả anh các chị dùng cái dây này nhưng mà với dây 012, 014, 016 thì cũng không có sợ thì là nó ảnh hưởng tới cái độ rộng của cái cung không hàm cả, mà chỉ có khi cái dây nó dạng có kích thước lớn hơn, ví dụ như 1925 hoặc SS nào thì chắc chắn là nó sẽ làm cho cái cung hàm của anh các chị nó sẽ đi theo đúng cái hyper như thế này, cái hình thon như thế này. Còn nếu như nó mà ở cái nhỏ thì nó không có đủ để nó gây ra biến dạng cái cung hàm của anh các chị như thế này. Cho nên anh các chị yên tâm là nếu như các chị có này mà cái dây nhỏ thì cũng dùng không vấn đề gì cả. Và cái sự khác nhau của ba cái nhóm này nó chủ yếu là cái khoảng cách, cái độ đường vòng ở phía trước và khoảng cách giữa hai cái răng nanh. Nó chủ yếu là khoảng cách răng nanh ở phía sau thì nó lớn nhau. Thế thì người ta đã nói là gì ạ? Người ta mình chọn dây phải đi theo hình dạng của cung hàm, có nghĩa là cung hàm bệnh nhân ban đầu như thế nào thì chúng ta phải chọn cung dây như vậy để tránh cái tái khớp. Thì đấy cũng là một bí quyết mà chúng ta cần phải tôn trọng. Tất nhiên là bây giờ có nhiều ví dụ như là mắc cài bị buộc chẳng hạn, thì tại sao nó không phải như này, xong sau đó chúng ta tìm cái cung dây to để mà đi ra to mà nó vẫn ổn định như vậy? Tại vì sao? Tại vì lúc đầu cái lệch làm răng của bệnh nhân là do chủ yếu là do mất cân bằng lực nén giữa bên ngoài là môi má, bên trong là lưỡi. Và chính là vì như vậy răng bên ngoài nó không phải như này, nhưng đến khi mà chúng ta thiết lập lại cân bằng cho nó thì răng lại nằm ở trong vị trí trung gian của miệng, và chính vì vậy lúc ấy cái cung hàm nó lại rộng. Thế nhưng mà anh các chị sẽ thấy có rất nhiều người thì ta vẫn khẳng định rằng là gì ạ, cung răng cung hàm ban đầu bệnh nhân là chúng ta phải lựa chọn dây như vậy thì mới mà nó ba cái cung dây để cho các anh chị lựa chọn. Nên là khi mà các anh chị bắt đầu có bệnh nhân có mẫu thì các anh chị đặt cái mẫu lên, và đối với hãng 3M nó có gọi là cái nó có cái template là nó có ba trên đó là nó có cái tấm nhựa này, và nó đặt trên cái mẫu hàng của các chị để nó sẽ xác định, nó chỉ cho các anh chị là à trường hợp này anh chị cần làm dạng này, dạng dây này hay dạng dây này để các anh chị đặt cho nó phù hợp. Bởi vì sao? Các anh chị không thể nào đến giữa kỳ các anh chị xác định cái hình dạng cung hàm được, bởi vì khi qua vài giây là cái cung hàm của các anh chị nó thay đổi.